Xin chào quý anh chị ạ. Hiện tại thì em Tiến đang đứng ở đường Đoàn Khuê. Đây là đường 11,5 lề 5m mỗi bên tại phường Khuê Mỹ, khu đô thị Nam Việt Á, quận Ngũ Hành Sơn của thành phố Đà Nẵng ạ. Và ngày hôm nay em Tiến muốn giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà 3 tầng 3 mê với diện tích là 95m² ạ. Với chiều ngang 5m, nằm tại mặt tiền đường Đoàn Khuê luôn ạ. Và vị trí của nhà mình á thì gần đường Bùi Tá Hán, gần chợ Khuê Mỹ và bệnh viện Sản Nhi ạ. Và giá chào hiện tại là chỉ có 7.1 tỷ thôi. Bước vào đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái sân ô tô ở phía trước ạ, cực kỳ rộng luôn. Và phía bên này là không gian tiểu cảnh của chủ nhà. Chủ nhà có trồng một cái cây lộc vừng rất là đẹp ạ. Trên thì có treo lan và phía này thì có một cái hồ cá koi cũng cực kỳ đẹp luôn ạ. Sân này thì ô tô vào được luôn nha quý chị. Và đây là phía trong của nhà mình ạ. Nhà này thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn ạ. Với không gian tầng 1 là có sân đậu ô tô này, không gian phòng khách, khu vực bếp, một phòng ngủ dưới và một nhà vệ sinh ạ. Phía bên này thì chủ nhà trang trí cũng rất là đẹp ạ. Kệ tivi này, rất là nhiều tượng, rất là nhiều đồ gỗ trang trí luôn ạ. Và phía bên này sẽ là một cái bộ sofa của nhà mình ạ. Rất là rộng rãi thông thoáng. Chỗ này thì có một cái bể cá, cá rồng ạ. Và tiếp theo là khu vực phía trong của nhà mình, khu vực bếp ạ. Được thiết kế cũng rất là đẹp luôn, với hệ tủ lạnh nè. Phía bên này là hệ tủ bếp của nhà mình. Có ốp kính kính màu trang trí ạ. Bố trí rất là đầy đủ và thuận tiện ạ. Và phía bên này là khu vực bàn ăn nè, cầu thang di chuyển lên tầng 2. Trên trần thì cũng có trang trí đèn rất là đẹp ạ. Kệ tủ để rất là nhiều rượu luôn ạ. Và di chuyển về phía sau á, đây chỗ này thì khu vực để giày dép của chủ nhà. Và nhà mình thì có một cái phòng ngủ dưới ạ, thích hợp cho gia đình mình có người lớn tuổi á. Có bố trí máy lạnh đầy đủ luôn. Phía sau thì có cái hành lang an toàn nên cũng rất là thông thoáng, nhà thoáng trước thoáng sau ạ. Và phía trong này là một cái nhà vệ sinh sử dụng cho không gian tầng 1 ạ. Và em Tiến mời quý anh chị cùng nhìn lại cái không gian tầng 1 của nhà mình ạ. Tiếp theo là khu vực tầng 2 của nhà mình ạ. Tầng 2 của nhà mình thì có một cái không gian sinh hoạt ở giữa và có hai phòng ngủ ạ. Phòng phía trước thì có nhà vệ sinh khép kín luôn ạ. Phía này và có người sử dụng ạ. Phía sau này cũng là một cái phòng ngủ ạ. Phòng này thì có người đang sử dụng thôi. Và phía trong này, đây là không gian giếng trời của nhà mình. Và chỗ này là khu vực nhà vệ sinh và phòng giặt ạ. Tiếp theo là khu vực tầng 3 của nhà mình ạ. Chỗ này thì không gian giếng trời. Và bước lên đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái không gian sinh hoạt ở chỗ này ạ. Và di chuyển về phía sau á, bên này cũng là có không gian giếng trời. Nhà rất là thông thoáng, tràn ngập ánh sáng ạ. Và chủ nhà bố trí ở đây á, một cái phòng làm cái phòng để đồ ạ. Và phía sau này là không gian phía sau ạ. Cầu thang di chuyển lên mái ạ. Nhà này 3 tầng 3 mê luôn. Ở trên thì có khung sát và mái che ạ. Và phía sau này thì có một cái nhà vệ sinh để sử dụng cho không gian tầng 3 của nhà mình ạ. Có khu vực tắm, khu vực đi vệ sinh ạ. Đây, anh chị có thể thấy là đổ mê kiên cố ạ. Và tiếp theo Tiến sẽ di chuyển về phía trước ạ. Phía trước của nhà mình đây là có không gian được bố trí làm không gian phòng thờ ạ. Phía này rất là thông thoáng. Và nhà mình á, thì có một cái ban công phía trước luôn ạ. Chủ nhà trồng rất là nhiều cây xanh luôn. Đây, cực kỳ thông thoáng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên ạ. Ở trên thì cũng có hệ lam và đèn ạ. Em Tiến xin nhắc lại á, cái nhà của mình có diện tích là 95m², 3 tầng 3 mê, nằm tại khu đô thị Nam Việt Á, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng ạ. Và có giá chào là chỉ có 7.1 tỷ thôi. Quý anh chị mà quan tâm căn nhà này thì liên hệ ngay cho em Tiến theo số điện thoại 0976 250 114. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về nhà phố Đà Nẵng ạ.